Hello các con, chào các con. Hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau đọc những cái từ vựng liên quan đến bài học của mình trong bài số 2 về My House, nhà của tôi nha. Những từ vựng trong cái phần này các con sẽ chép ra vở và các con kết hợp nghe cái đoạn video của cô để biết cách đọc và biết nghĩa của từ để mình vận dụng vào làm bài tập, cái tờ bài tập mà cô có phát về nhà cho các con ha. Rồi, đầu tiên, từ đầu tiên số 1, Roof. Roof, mái nhà. Các con sẽ xem nghĩa bên cạnh ở đây cho cô nha. Số 2, shop. Shop. Số 3, poster. Poster. Số 4, doorstep. Doorstep. Số 5, light. Light. Số 6, suburb. Suburb. Số 7, street. Street. Số 8, save. Save. Số 9, market. Market. Số 10, camp. Camp. 11, park. Park. 12, drawer. Drawer. 13, attic. Attic. 14, apartment. Apartment. 15, steel house. Steel house. Số 17, vase. Vase. 18, ditch. Ditch. Ditch có nghĩa là cái dĩa con ha, nhưng mà khi mình nói là wash the dishes, wash the dishes thì có nghĩa là rửa bát, rửa chén ha. 19, fireplace. Fireplace. 20, balcony. Balcony. 21, tent. Tent. Tiếp theo nha. 22, cottage. Cottage. 23, air conditioner. Air conditioner. 24, ceiling. Ceiling. 25, dining room. Dining room. 26, meal time. Meal time. 27, go camping. Go camping. 28, watch. Watch. 29, wash. Wash. 30, stand. Stand. 31, tall. Tall. 32, expensive. Expensive. 33, grandparent. Grandparent. 34, gate. Gate. 35, color. Color. 36, address. Address. 37, dentist. Dentist. 38, New Year Eve. New Year Eve. 39, hobby. Hobby. Trong bài thì con sẽ thấy là hobbies, cái này là số nhiều con ha. Số nhiều thì con thêm, đưa về dạng hobbies. Y dài con bỏ thành, con chuyển thành y ngắn rồi con thêm es cho cô ha. Rồi, tiếp theo. Go fishing. Go fishing. 41, upper. Upper. Phía trên ha. Ở phía trên, phía bên trên ha. 42, unforgettable. Unforgettable. Forget có nghĩa là quên ha. Từ forget có nghĩa là quên. Rồi, unforgettable là không thể nào quên. 43, lift. Lift. 45 nha. Workshop. Workshop. 46, neighbor. Neighbor. 47, president. President. 48, key. Key. 49, cook. Cook. Rồi, đó là tất cả những cái từ vựng mà các con cần phải chép ha. Các con lưu ý cho cô là mình sẽ học từ từ số 1 đến từ số 30 nha. Mình sẽ vào bài, mình kiểm tra bài ngày hôm sau là từ bài 12 chữ bất kỳ từ số 1 đến số 30. Rồi, ok nha. Tiếp theo, mình sẽ nói về, cô sẽ nói lại một chút về cái nguyên tắc đọc danh từ thêm S ha. Thì á,
Các con nhìn vào đây nha. Ví dụ như ở đây mình có từ shop. Từ shop hồi nãy cô có đọc ha, là cửa hàng phải không? Cái số ít của nó là chưa có chữ S đúng không? Bây giờ nếu mà số nhiều của nó thì mình thêm chữ S. Vậy thì cái chữ S này mình sẽ đọc như nào? Mình sẽ đọc như nào? Mình sẽ có ba cái cách đọc. Thứ nhất mình sẽ đọc là S. Thứ hai mình sẽ đọc là Z. Rồi. Cái thứ ba mình sẽ đọc là is. Được không? Mình có ba cách đọc ha. S. Đầu tiên nè, chữ S này nè. Cái đầu tiên ha. S. Cái thứ hai. S. Cái thứ ba. Is. Rồi, bây giờ con sẽ quan tâm cho cô trước hai cái cách đọc này là S và Z. Được chưa? Con sẽ quan tâm cho cô hai cái này trước. Rồi, còn cái này thì mình sẽ học sau. Thì các con lưu ý cho cô là những cái danh từ nào mà cái chữ tận cùng của cái danh từ là những cái chữ cái sau đây. P, T, K, F. Rồi cái âm này mình đọc là thờ ha, không có ra chữ thờ mà là cái lưỡi mình nó ở giữa hai cái răng của mình ha, giữa hai cái hàm răng của mình. Thì đối với những chữ này con sẽ đọc là ví dụ shops, flats, roofs ha. Rồi, như vậy con sẽ nhìn vào cái danh từ đó. Cái danh từ đó và cái chữ cái cuối cùng của nó là những cái chữ này thì con sẽ đọc là s. Rồi, những chữ tiếp theo mình sẽ đọc là z. Con sẽ quan tâm cho cô hai cái này thôi nha. Rồi, là những cái chữ mà cô liệt kê ở đây. Rồi, những chữ liệt kê ở đây con học thuộc cho cô ha. Và những cái chữ là nguyên âm. Rồi ha. Rồi ví dụ như cô ví dụ đây nè, warp. Warp. Tại vì cái chữ cuối cùng của nó là chữ gì đấy? Letter E. Letter E ở trong cái nguyên âm này đúng không? Đó, letter E. Cho nên con sẽ đọc là z. Hoặc đây, ở đây là kitchens. Kitchens. Tại vì cái chữ cuối cùng của mình là chữ này, đúng không? Nó nằm ở đây nè, đó, cho nên con sẽ chọn là z. Thì các con sẽ thấy trong tờ bài tập của mình có một cái bài tập về cái dạng này. Thì các con áp dụng cái nguyên tắc này để làm cái bài tập đó cho cô nha. Rồi, ok, thì đây là cái nội dung mà mình cần học và cần chuẩn bị cho cái phần tiếp theo. Các con nhớ là chép bài đầy đủ và xem cái nguyên tắc đọc danh từ thêm S cho cô nha. Ok. Các con nhớ chuẩn bị bài tốt nha và chép bài đầy đủ nha. Rồi chào các con.